Các bác ạ, đây là can mật ong của nhà em Xính. Em Xính có gửi cho cháu Tuyên bán hộ, thì các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhé. Có một can 20 lít thôi. Thì cháu đã chát ra chai như thế này, được 3 chai. Rồi, thì tiếp tục cháu sẽ đóng tiếp. Khi nào đóng hết thì cháu sẽ gửi cho các bác. Các bác nào mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhé. Mật rất là đẹp các bác này. Mật cực kỳ là trong luôn. Đây, đây là mật của em Xính đi tìm mật rừng nhé các bác nhé. Mật rừng nhá, còn mật bạc hà thì đây, hai chai nó khoác hoàn toàn nhau các bác nhá. Mật bạc hà thì nó trong hơn và nhìn nó xanh hơn. Với lại mật bạc hà thì mùa này chưa có các bác nhá, tầm 1 tháng nữa là sẽ có. Đây là mật rừng. Mật rừng thì mùa này là cỏ kim là nhiều thôi, còn lại thì vẫn có nhiều loại hoa. Còn đây là mật ong ngâm nghệ đen đấy các bác nhá. Cháu Tuyên vẫn còn khoảng 4 5 chai nữa. Các bác mua ủng hộ thì liên hệ cho cháu Tuyên nhá. Đây, đây là chè cháu Tuyên vừa mới nhập về đây các bác ạ, lô hàng mới đây, chè mới này, toàn bộ đây là chè mà cháu Tuyên nhập về. Các bác mua 5 cân thì cháu tặng 1 cân nhé. Đấy, các bác nhanh tay thì gọi điện cho cháu Tuyên. Mật bạc hà thì mật rừng của em Xính thì các bác liên hệ cho cháu Tuyên, cháu Tuyên hộ em Xính bán. Các bác mua 10 chai thì em Xính tặng 1 chai nhé. Mua 10 chai như thế này là em Xính sẽ tặng 1 chai. Các bác liên hệ cho cháu Tuyên ngay nhé, để có ưu đãi. Và chỉ có một một can duy nhất thôi các bác ạ, được có 20 lít thôi. Thì cháu đã chát ra ba chai rồi, còn có 17 chai nữa thôi. Tôi nghĩ là nếu mà các bác lấy hết cả 20 lít thì em Xính sẽ cho 2 lít. Tuy nhiên chỉ tính tiền có 18 lít thôi. Các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên. Cháu Tuyên rất vui lòng được kết nối cho em Xính. Cảm ơn các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Đổ đây à? Hả? Sao lại đổ đây? Là trước hôm trước ấy có đến đoạn kia thì xe hỏng nên là sửa cả ngày ấy, không xẻ sửa cả ngày nên là đổ bột vào đấy luôn. Có em cũng ở nhà, bây giờ em cũng chỉ tranh thủ thu mấy đậu tương xong là lấy ít củi thôi ạ. Vừa rồi anh cũng nhận thêm được 2.000 đô. Xin kính chào các bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cùng Núi. Hôm nay thì vật liệu đã chuyển xong rồi các bác ạ. Cháu Tuyên đi lên khảo sát và đi kiểm tra cái vật liệu xem là như thế nào. Đây các bác, con đường này. Vừa rồi thì xe đi vào đây này, chuyển vật liệu thì con đường nó nát hết như thế này rồi các bác ạ. Đây, một vài chuyến xe vào thôi. Thì cháu Tuyên đã thuê 2 xe chuyển trong vòng 3 ngày. Vì là cái quãng đường nó cũng xa các bác ạ. Quãng đường nó cũng xa thì vật liệu vào nó cũng nhiều. Là cháu Tuyên muốn chở trong 1 2 ngày là cho nó xong luôn. Thì dồn mãi mới được 2 xe các bác ạ. Bởi vì là vùng cao thì khi mà trời nắng lên ấy, rất là nhiều nhà người ta làm nhà ấy. Với lại thời điểm này thì cũng được nhà nước hỗ trợ. Một số gia đình được hỗ trợ cái nhà theo cái hỗ trợ của nhà nước. Thì gia đình người ta cũng tập trung làm nhà rất là nhiều. Và hiện tại thì ở trong chỗ nhà em thím cũng có một gia đình làm và cũng đã chuyển vật liệu vào, nhưng mà chuyển sau các bác ạ, chuyển sau cháu Tuyên 1 ngày thôi. Thì hiện tại bây giờ đã đổ vật liệu ngay giữa đường bên này rồi, không đi được các bác, không thể đi được nên là người ta đã đổ ngay đây. Bởi vì cháu Tuyên thuê xe vào thì thuê xe 2 cầu, nhưng ở đây người ta vào thì lại thuê xe 1 cầu, vào thì nó hơi khó. Đây các bác này, lún sâu cực kỳ luôn đây. Đấy, biết là đường nó khó như thế nào, cực kỳ là nguy hiểm luôn đây này. Ở bên này này không khác gì cái vùng cái vũng lầy để mà chui qua đây này. Bên này này các bác, đường trơn lắm, trông vậy thôi, cái đất đá này nó rất là trơn. Bây giờ cháu Tuyên sẽ đi vào chỗ bà con đang làm bên kia, bà con đang vận chuyển vật liệu kìa. Chở vật liệu vào à? Sao không đi vào trong đi? Không đi được à? Đấy, không đi được các bác ạ. Bây giờ thì cháu Tuyên sẽ đi vào lấy xe đã. Wow, đường dính lắm các bác ạ. Bây giờ thì sau khi mà cháu Tuyên đi qua thì cháu Tuyên vận chuyển vật liệu đi qua thì bà con cũng vận chuyển vật liệu, và sau 1 ngày thôi, sau của cháu Tuyên 1 ngày thôi, và người ta không có vào được các bác ạ.
đường trơn lắm, xe máy không biết là vào được không ấy các bác ạ. Xe máy thì vào có thể là không được thì mình dắt, nhưng với ô tô thì không còn cách nào khác đâu các bác ạ, không vào được thì vẫn buộc phải quay đầu. Đổ đây à? Hả? Sao lại đổ ở đây? Xe hỏng á? Mua chở à? Xe ai? À, nhíp vai là? Ê, thằng này tao vai. Nhưng mà phê vẫn có phải vào đây á. Ồ, may đấy nó. May mà tí nó quả phải còn hắn chất lông. Ừ, chất lông này là xe ọc vào đây luôn. Sao lấy xe về chở à? Anh vừa mới lên đến đây thôi. À, anh mua đi qua chưa? Mua lồng bảng á? Ờ. Sáng nay về làm về chắc là gần sông móng rồi. À, gần sông móng à? Quên đấy, hôm nay còn chưa mua cái dây thép về. Xe này đi chở vật liệu à? Ôi rồi chở hết. Sót lắm. Xe này chở thì sót xe lắm. Đây các bác này, bà con chở bằng xe máy thôi. Quá khủng khiếp cái đường. Nó lún sâu như thế này rồi. Cứ lún xuống một tí thì bà con lại phải khoét cái bùn vứt đi. Do vậy là đường nó sẽ sâu dần xuống các bác ạ. Khổ kiếp. Ở đây thì đất nó là đất sét, đất dính nên là cho dù là mưa hay là nắng, mưa thì nó trơn cực kỳ rồi, không nói, nhưng mà nắng thì cũng phải tầm 1-2 tuần, thậm chí là dài hơn thì nó mới khô hẳn. Còn bình thường nếu mà xe vẫn đi cố gắng thì ban cái lớp mặt ở trên, gọi là mặt bùn ở trên đấy các bác. Sau khi mà ban hết cái lớp đấy rồi thì mới xuống đến lớp dưới thì xe nó mới lên được. Nó là một cầu đi nó cực kỳ khó các bác ạ. Để thoát được cái con đường này thì hai cầu là dễ đi nhất. Bình tĩnh nhá. Trơn quá. Bà con đang hỗ trợ nhau để vận chuyển cái xe bột. Em xá cột thì cũng có mặt ở đấy để hỗ trợ. Không làm được gì thì hộ xúc thôi. Tôi nghĩ là ngày xưa em xá làm thì bà con cũng đến hộ. Đến bây giờ bà con làm thì em xá lại tiếp tục đến giả công bà con các bác ạ.
Ờ. Ba lớn thầu là. Ta đồn. Ờ. Các bạn, cháu Tuyên đang có mặt tại nhà em Thím rồi. Bốn mẹ con đang lo cóc làm gì ở đây không biết. Quá chi. Làm gì ở đây? Em thu đậu tương ạ. Đậu tương á? Vâng. Sao lại đi trồng đậu tương ở đất người ta thế? Em mượn. Mượn à? Vâng. Nên thu rồi à? Vâng, nên thu đấy ạ. Ờ. Đây, bốn mẹ con đang thu đậu tương. Các bạn đi đường nào vào ấy? Tít bên kia. Không, ngay đây thôi, có cái đường bé bé. À đây. Đi vào xem cái vườn đậu tương của em Thím như nào. Chở thế nhẹ quá. À đây. Cái lối mòn đây này. À đây. Ờ, nhà em Thím có trồng lúa nương hay sao? Hay nhà ai trồng đi? Chắc nhà họ trồng thôi. Không phải em Thím đâu. Cái đất này mượn trồng đó các bạn. Mượn đất người ta để trồng rau thôi. Nhà ai trồng lúa nương này không hái à? À. U. Sao cái đậu tương này nó đổ hết thế này? Này là khả năng tốt quá ấy. Tốt quá nó đổ ấy. Thu hoạch thế này là hơi muộn này nhá. Nhà ai làm nhà bên kia? Nhà con trai của anh Phả. À Ly à? Vâng. Ồ. Ly làm nhà. Vâng. Cha. Ủa chi? Ủa chi? Cha. Cái rau này ai trồng đấy, em trồng à? Em trồng ấy ạ. À, đất này tốt đấy nhỉ? Vâng. Chào các bác đi. Vâng. Chào, xin chào tất cả các cô, các bác, anh chị và các mạnh thường quân ạ. Bột vận chuyển hết chưa? Vận chuyển hết rồi anh ạ, mới còn mỗi chỗ đấy thôi ạ. Đây à? Vâng. Hôm nọ đến bao nhiêu xe, có đếm không? Có ghi sổ vào không? Có, xe bột là mới còn 3 xe rồi. Bột là 3 xe? Vâng. Gạch là mấy xe rồi? Gạch 4 xe. Gạch là 4 xe? Vâng. Bột 3 xe, xi 1 xe đúng không? Xi 1 xe. Cát chát về chưa? Cát 1 xe anh ạ. Cát chát 1 xe đúng không? Vâng. Ừ. Thợ làm từ sáng rồi à? Vâng, thợ chứ nữa thì gần trưa mới đến làm anh ạ. Gần trưa thôi á? Vâng. Ô, thế sáng nay điện bảo ra từ sớm à? Ra sớm nhưng mà bảo là đi chợ nên là mới gần trưa 9 giờ mới đến. Ừ. Cái đậu này bây giờ nhổ xong là phơi khô à hay làm kiểu gì? Vâng, nhổ xong là phơi khô rồi mới cho vào mới tế ra anh ạ. Ừ. Vâng. Cái này nhổ ra xong là đập đi chứ nhỉ? Phơi khô xong mới đập ra được lấy hạt để vâng. Làm tẩu chóa, đậu phụ các thứ đấy. Vâng. Các bác ạ, cái này là đúng là làm tẩu chóa đấy. Đậu tương bà con mùa này là thu hoạch đấy. Nhưng mà sao ở đây cái cỏ rau này nó mọc nhiều thế nhỉ? Vâng. Hả? Làm sao đây? Mua rồi thì mua xuống mà. Mua rồi thì có gì nữa mà. Gì nữa? Nhưng mà anh thấy cái này là thu hoạch muộn rồi. Vâng. Đáng lẽ là phải thu hoạch từ lúc cái lá nó bắt đầu rụng. Kể ra thì thu hoạch giờ này lại hợp lý. Bởi vì là lá nó rụng hết rồi về mình đỡ phải... Không phải bóc lá ra. Bóc lá, đúng rồi. Chứ nhưng mà thu hoạch hơi khó. Chứ mà mình chuẩn bị xua xưa nữa. Giống mình xua. Giống mình xua, giống mình thì mỏ nó. Nó nồng lâu lên. Chứ cá rồi mà. Chả bung hả? Lón đi. Sao tôi mùa ra hả? Gió tôi mình nhùa cho. Hả? Sao mùa xì hả? Mùa xì nó chả? Pít pít. Hello. Mà nó này ngoan chưa? Ôi dồi, cắn cái gì đây? Nó chi?
vua chào bác chưa? Rồi vua chào bác luôn. Hai mà. À, vua chị bài. Chê mùa. À, tiện ở đây thì cháu Tuyên thông báo cho em Thím luôn. Anh hôm nọ có nhận được thông tin của bà Thanh ấy. Vâng. Bà có gửi cho em thêm 2.000 đô nữa. Vâng. Đợt trước thì bà có gửi 4.000 đô rồi. Nhưng mà do là cái thời điểm đấy anh em mình chưa tiến hành làm. Thì vừa rồi nghe thấy lấy vật liệu thì bà chuyển nốt số tiền còn lại. Để cho em cùng với anh làm nốt cái công việc còn lại. Vâng. Bây giờ thì vật liệu đến hết rồi nhá. Vâng. Theo như dự kiến là 4 xe, à, còn một xe bột nữa nhỉ? Một xe bột nữa. Vâng, còn một xe bột nữa. Bây giờ phải chờ xe bột về hết thì mới biết tính được các bạn. Cháu Tuyên cũng đã vào sổ hết rồi. Em Thím cũng vào sổ, mỗi người vào một quyển riêng. Thì khi mà xe người ta chuyển vào đây ấy, biết bao nhiêu xe để mình còn thanh toán tiền cho người ta. Hiện tại anh đã trả xe trước rồi. Tại vì là cái xe kia thì ở xa nên là người ta vào chở hộ mình một buổi thôi. Vâng. Còn xe này thì ở gần Yên Minh nên là họ sẽ chở cả ngày. Vâng. Nhưng mà xe chỗ nhà Ly kia sao lại đổ vật liệu tít ngoài trên đường kia nhỉ? Là trước hôm trước ấy có đến đoạn kia thì xe hỏng nên là sửa cả ngày ấy, không xe sửa cả ngày nên là đổ bột vào đấy luôn. Sửa đường á? Sửa xe ấy, không phải sửa đường. Sao lại sửa xe ở đây? Không biết là xe nó hỏng ở đâu xong là đi sửa cả ngày tối xong là đổ bột ở đấy xong là xe trở về. Đấy em dừng lại một tí nhá. Vâng. Để anh thông tin xong là để anh em mình cùng nhau kiểm soát và nắm bắt được cái công việc như anh em mình đã thông tin nhá. Vâng. Cô Thanh gửi thêm 2.000 đô. Vâng. 2.000 đô thì vừa rồi anh nhận được 3.000 đô nhưng mà là của bé Khánh 1.000 đô. Vâng. Hỗ trợ cho bé Khánh tạm thời. Vâng. Còn 2.000 đô là cô nói là chuyển nốt số tiền đấy là hỗ trợ cho em để làm nhà. Vâng. Thì bây giờ công việc của anh đã tiến hành xong rồi. Em ở đây hộ anh. Vâng. Theo như yêu cầu của anh em thợ xây thì muốn là em hỗ trợ các anh em thợ bữa trưa. Vâng. Tức nghĩa là hộ nấu cơm thôi. Vâng. Còn rau, thức ăn các thứ thì các anh ấy tự mua về. Vâng. Em chỉ hộ nấu cơm thôi. Vâng. Thì có làm được không? Có, em cũng ở nhà bây giờ em cũng chỉ tranh thủ thu mấy đậu tương xong là lấy ít củi thôi ạ. Ừ. Vâng, bởi vì thợ ở đây thì người ta không ăn trưa. Vâng. Người ta ăn tối thôi. Vâng. À, người ta không ăn tối, người ta ăn trưa thôi. Vâng. Xin lỗi các bác. Người ta ăn tối thôi. À, ăn trưa thôi. Là người ta không ăn tối, nên ăn một bữa thôi. Vâng. Thì em chỉ cần hỗ trợ người ta bữa trưa thôi. Lúc. Bữa trưa thì hỗ trợ cũng đơn giản thôi. Vâng. Thức ăn thì người ta mua về. Vâng. Và cơm thì mình nấu. Gạo thì vừa rồi anh cũng đã mua về, không biết là còn không? Lô! Chó mình như sao phải không? Chó nhà em anh ạ. Tí nữa em vào xích ra chưa xích. Xích vào đi, không vâng. Nó đuổi xe thế này là không hay đâu. Vâng. Bà con người ta đi lại ảnh hưởng. Vâng. Đấy, cô Thanh gửi như thế nhá. Vâng. Tất cả số tiền mà làm nhà em thì đều là cô Thanh hỗ trợ. Vâng. Anh cũng đã thông tin với em trước đó rồi. Vâng. Thì... vừa rồi anh cũng nhận thêm được 2.000 đô này là cô Thanh hỗ trợ lần cuối cùng nhất để vâng. Hỗ trợ thêm về phần mái này, phần cửa và tất cả những hạng mục còn lại. Vâng. Em gửi lời cảm ơn cô nhé. Vâng. Cháu xin chào cô Thanh ạ. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều cho thay mặt cả ba đứa con của cháu và bốn mẹ con cháu. Xin cảm ơn cô. Cô đã thương đến gia đình bốn mẹ con cháu và cô đã hỗ trợ cho mẹ con cháu một căn nhà hoàn chỉnh. Cô hỗ trợ mẹ con cháu rất là nhiều, một căn nhà để mẹ con cháu có nơi ở và nơi sinh hoạt, không phải lo đến nhà cửa các thứ nữa. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều và cháu chúc cô nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Và em cũng cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vì có anh nên là cô Thanh cô mới giúp đỡ được cho gia đình của em, bốn mẹ con của em ạ. Ừ. À, chúc mừng em bởi vì là những phần quà như thế này thì anh cũng chỉ thông báo lên cho em như vậy thôi. Vâng. Tiền thì anh vẫn giữ và anh sẽ kiểm soát hỗ trợ vâng. Em trong cái thời gian tới. Vâng. Cần gì thì anh sẽ hỗ trợ cái đó. Vâng. Bây giờ đang trong giai đoạn bắt đầu thôi. Tất cả mọi thứ đang bắt đầu thôi. Thì vâng. Em cố gắng hỗ trợ các anh em thợ xem là các anh em thợ cần gì. Vâng. Các anh em thợ muốn cần sử dụng cái gì thì em bổ sung cho họ bởi vì là
đồ đạc các thứ thì anh gần như là những cái công việc lớn ấy thì anh chuẩn bị sẵn rồi, vật liệu các thứ là hết rồi. Còn một xe bột nữa thì chắc là lái xe người ta sẽ sớm chở lên thôi. Còn ngoài ra thì sau này mình lấy tôn lấy sắt thì tính tiếp. Trường hợp anh khả năng nghi là tôn sẽ phải hạ trên đường trên kia rồi. Với cái con đường nhìn như thế này thì không có xe nào dám vào đâu. Trừ trường hợp là bà con và anh em người ta tập trung sửa đường thì may ra mới vào được hết. Cháu Tuyên cũng cảm ơn cô Thanh rất nhiều đã hỗ trợ cho bốn mẹ con. Thì cảm ơn cô đã hỗ trợ cho bốn mẹ con rất nhiều. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Tuyên cũng bị chậm một thời gian là do con đường đi vào khá là khó khăn. Các bác cũng đã thấy cháu Tuyên ghi hình chia sẻ về con đường. Hiện tại thì trong làng cũng đang xây dựng một cái nhà đúng không? Vâng ạ. Đấy, một số bà con thì cũng đang xây dựng rục rịch một số căn nhà. Tuy nhiên thì không biết là nhà này là người tự làm hay là nhà nước cho? Tự làm anh ạ. Tự làm à? Vâng. Anh tưởng là nhà nước hỗ trợ, bởi vì thời điểm vừa rồi thì anh cũng thấy là nhà nước hỗ trợ khá là nhiều. Không biết thôn mình có được cái nào không? Thôn mình thì hình như là được 2-3 cái, nhưng mà là ở làng trên, còn làng bọn em ở chỗ này thì không được anh ạ. Trong cả cái nhóm hộ này thì đã từng bao giờ được cái nhà nào nhà nước hỗ trợ chưa? Chưa anh ạ. Chưa? Vâng. Có lẽ là mình ở sâu quá, người ta không tìm thấy. Vâng. Nói chưa vậy thôi, có lẽ là còn nhiều gia đình, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên là được xét trước. Vâng. Thôi thì những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng nhường cho họ thôi. Vâng. Làm đi, làm việc đi. Vâng. Đây này, các bạn nhỏ này các bác. Phùng mẹ ơi. Bạn này ngồi lên ghế này có ổn không đây? Ngồi được anh ạ. Ngồi được à? Vâng, à, đi bộ rồi. Ngồi được rồi nhỉ. Cha, ủa chị hả con? Sao tụi mùa thế? Đây các bác này, bốn mẹ con cứ quây quần với nhau đây. Đang thu hoạch đậu tương ở trên ngay trên đầu nhà thôi. Cái đất này thì đợt trước cháu Tuyên có hỏi mua cho em Xá nhưng mà người ta không bán. Về sau cháu Tuyên cũng hỏi mua cho em Thím nhưng người ta có bán nhưng mà giá rất cao. Trước đó hỏi cho em Xá thì người ta đòi 70 triệu. 70 triệu là nguyên cái chỗ từ cái cây cọc kia về thôi các bác ạ. Từ cái cây cọc kia về đến bên này thôi. Đến chỗ rào này này. Đấy, đến chỗ rào này là 70 triệu. Thì cháu Tuyên không mua bởi vì là giá nó cao quá. Về sau hỏi cho em Thím thì người ta lại bảo bán hết cả cái chỗ này thì đòi 130 triệu. Thì đắt quá nên là thôi, không mua nữa. Sau suy đi tính về là làm cái nhà cũ thôi. Ừ, một bư đi con. Bư á? Cha? Bư á? Chuẩn bị về chưa? Chưa anh ạ. Tí nữa tầm 3-4 giờ mới về. Cứ nhổ đi. Vâng. Nhổ được nhiều thì nhổ. Vâng. Xong là nhổ được một xíu thì tí nữa anh xuống dưới kia để kiểm tra. Vâng. Kiểm tra tiến độ và kiểm tra một số các cái hạng mục thì anh sẽ giao việc cho. Vâng. Giao việc cho để ở nhà. À, cái chỗ này thì ngày xưa trồng khoảng mấy chảy mà được nhiều thế? 6 chảy anh ạ. 6 chảy là theo như kiểu như người Mông là làm 1.5 thùng đúng không? Vâng. Thùng rưỡi. Một thùng của người Mông là 4 chảy. Vâng. Một sinh là 40 chảy à? Vâng. Hay là 20 chảy nhỉ? Một sinh 20 chảy, còn 40 chảy là 2 sinh đấy ạ. Anh tưởng một sinh là 40 chảy không chứ. Không ạ. Nó tính như gạo à? Vâng, tính như gạo. À. Thế là một yến. Ừ. Một yến ta. Gọi là yến ta thôi. Yến kilo thì khác. Vâng. Yến ta thì là 20 chảy. 20 chảy nó rơi vào khoảng độ 5-6 cân. Tùy. Mama. Đậu này ngon đấy. Vâng. Nhưng mà sao có cái lúa chín chín thì anh tưởng là người ta trồng cái lúa nương nhỉ? Không phải đâu ạ. Cái này là làm gieo mạ, xong là nhổ đi cấy ruộng ấy, nhưng mà nhổ không hết. Kiểu năm nay mùa không mưa ấy, nên là không làm ruộng làm không hết nên là thừa mạ. Tôi nghĩ là người ta gieo mạ ở đây. Vâng. Đây là đất của họ đúng không? Vâng. Người ta gieo mạ ở đây nhưng mà đến lúc mà đi cấy ấy, thì là cấy không kịp. Vâng. Do thời tiết không ủng hộ nên là ruộng người ta không có nước.
ruộng ở đây thì phụ thuộc vào nước mưa là chủ yếu thôi. Vâng. Nên là không có nước nên là bà con để mạ chết không các bác. Chết và vẫn ra bông lúa nhé. Nhưng mà không nên đâu. Nhưng mà không nên. Có chứ mất lại cho nhỉ tao khi mà mẹ. Nào. Chỉ có chá chiều. Ý chỉ lại tè đó. Tè. Chỉ có hả? Cái đậu đỗ tương à, cái đỗ này đỗ ăn. À, cái này cũng tốt đấy. Đất khả năng đất cái chỗ này tốt này. Vâng. Đất này làm vườn làm các thứ thì hợp lý này. Vâng. Nhưng mà sao không trồng cái đất của mình ở dưới kia? Đất dưới kia em lúc đấy em trồng ở đây là lúc đấy ở dưới kia còn chưa thu ngô anh ạ. À. Vâng. Thế thì tới này lại trồng rau ở dưới kia thôi. Vâng. Chỗ này trồng rau cũng được mà nhưng mà là đất của họ thì cũng ngại canh tác nhỉ. Vâng. Đất này mềm này, đất này tơi lắm. Vâng. Làm thôi. Cho mẹ làm việc thôi. Bây giờ nó cứ cối rối nó khóc. Ừ. Tôi bây giờ anh bảo này này, nghỉ ngơi một tí đã. Vâng. Nghỉ ngơi một tí đi về xuống dưới kia để anh giao một số công việc cho. Vâng. Trong là ở nhà tự sắp xếp, tự thu xếp để làm. Vâng. Muốn về một chế đã mẹ. Cần lấy về không? Thì tí nữa em phải về lấy anh ạ. Thì em để con ở nhà em về cống. Không, bây giờ em con ấy không vác được đi được. Muốn ra một chế đó. Nhà bên kia xây rồi mà anh thấy xây rồi mà sao lại xây nữa? Nhà kia không phải nhà xây ạ, cũng nhà gỗ, nhà cũng là nhà gỗ như nhà bọn em ạ. Nhà này mà. Vâng. Chả phải xây à? Không, kia là tấm bạt che bên ngoài anh ạ. À, ôi dồi ôi, anh tưởng xây. Không ạ. Thôi rồi đi về đi. Mua. Tạm thời đi về đã các bác ạ. Mua mẹ. Về để làm một số công việc. Ồ, muốn để khu cải mấy chứ là nè. Làm được không? Có làm được không? Hả? Mua. Mua. Có làm được không? Chị la. Chị em mua la. Đi, về đi. Vâng. À, đang bảo em Thím kê nó để đây được mà. Vâng. Để đây tí về làm. À. Cho em Thím đi về để làm để giao một số công việc đó các bác ạ. Không thì chị cá nó tòm. Mua nó to. Chị niệm mà tôi cá. Đấy. Bốn mẹ con này, đứa lớn thì kia kìa các bác. Đi về trước. Về xích con chó vào nữa. Sao con này cái váy rách hết cái quần các bác gửi nhiều thế xong mặc cho nó? Nó không thích mặc anh ạ. Em đưa cho sáng nay em đưa cho nhưng mà em về em đi làm về đã hết cả váy ra rồi. Em đưa cái quần sáng nay em đưa quần cho mặc xong là em về nó cởi ra. Ừ. Tự biết thay. Đây cái mạ này là bây giờ nó vẫn ra bông lúa nhưng mà toàn gần như là hạt lép thôi. Vâng. Ôi dồi, cái mạ này phí nhỉ. Vâng. Sao không ai cắt đi cho bò ăn? Trước kia anh xá có thả con bò về đây ăn rồi không ai cắt nữa. À. Vâng. Thả bò về xong là ăn một tí, mỗi tí một chỗ xong là không nên cắt nên là họ một không chỗ cắt. Một tí. Vâng. Mọi người kia cho mà bắt lấy bạn. Hôm nọ thì bột là đổ hết ở ngoài đường này à? Vâng, đổ hết ngoài đường đấy xong rồi em vận chuyển vào trong anh ạ. À, nhờ bao nhiêu người vận chuyển? Em nhờ 2-3 người xong là nhờ một hôm còn lại thì em nhờ cái lúc mà xe nó lên vội thôi. Còn những lúc mà xe một ngày xe về một chuyến thì em tự vận chuyển ạ. Một mình tự làm luôn? Vâng ạ. Được, khai đấy. Nhưng mà còn tí kia thì không vận chuyển nốt đi? Vâng, mua chỗ kia để sáng hôm nay các thợ đang dùng xe rùa nên không có xe rùa nên là để sáng mai sớm sớm xong rồi các thợ chu về thì em chở nốt. Được rồi, đi vào đi. Xuống nhà đi, xuống xem tiến độ công trình thế nào các bạn nhá. Bây giờ thì theo như cháu Tuyên nhìn thì móng gần xong rồi. Ây da, ây da, đây. Móng gần xong rồi. Tuy nhiên thì các bác chờ đón thức phim sau nhá. Bây giờ cháu Tuyên sẽ kết thúc thức phim này. Cảm ơn tất cả các cô bác, các chú đã luôn luôn quan tâm theo dõi hành trình của cháu Tuyên và ủng hộ cho gia đình bốn mẹ con em Thím nhiều vật liệu đã chuyển vận vào đây. Hết rồi. Các bác cũng đã một thấy. Một tuần ạ. Mấy cháu có là. Không còn gì để mấy ở ngoài kia nữa rồi. Còn có 2 khối bột ở kia thôi. Là xong rồi. Các bác ạ.